Túi tốt là dòng sản phẩm túi sách thời trang được giới trẻ cực kỳ ưa chuộng trong những năm gần đây. Với kiểu dáng độc đáo, mới lạ, việc sở hữu những chiếc túi tốt là điều không thể thiếu của các cô nàng ưa chuộng phong cách độc đáo. Đây là dòng túi sách thời trang chủ yếu được làm từ chất liệu vải bố. Với độ dày cao, thô cứng, khả năng in màu đẹp, dòng túi tốt còn được thiết kế kiểu hai quai sách song song tạo thành mẫu túi mang vai rất sành điệu. Túi tốt là sản phẩm bao bì chất lượng và được đánh giá là dòng bao bì môi trường. Với khả năng in màu đẹp, túi tốt được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, túi tốt sử dụng đi du lịch, dã ngoại, túi tốt đựng hàng hóa sản phẩm trong kinh doanh, túi tốt sử dụng trong đóng gói quà tặng, đựng quà tri ân, quà Tết, túi vải tốt công sở đi làm, họp hành, đựng lạp. Cùng với chất liệu bền bỉ, mẫu túi còn thiết kế rất năng động và in ấn trẻ trung giúp thỏa sức thể hiện phong cách của mình. Hơn nữa, có thể ứng dụng tiện lợi trong đi học, đi chơi, dã ngoại, mua sắm. Nói chung, túi tốt là sản phẩm túi sách thời trang không khác gì các mẫu túi đắt tiền tầm cỡ trên thị trường hiện nay. Nhiều doanh nghiệp đã trực tiếp đặt hàng và hợp tác bền vững với xưởng túi vải Trung Thành trong nhiều năm liền bởi những ưu đãi tuyệt vời mà phía công ty mang lại. Hotline 0908 3082 40.